Bao nhiêu thất bại khổ đau, từ nay chấm hết vận xui đến mình. Một thân cố gắng không ngừng, bốn mùa sung túc giàu sang bất ngờ. Thần tài ban lộc phát tài, chín phần vượng phát đi theo trọn đời. Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Vâng, kính thưa quý vị, người xưa có câu, sông có khúc, người có lúc. Không phải ai sinh ra cũng gặp khó khăn, hoạn nạn, mà cũng chẳng có ai sinh ra đã sống sung sướng suốt được cả một đời. Và khi xem tử vi tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 trong tháng 9 âm lịch năm Quý Mão 2023, các thầy tử vi đã căn cứ vào sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành trong tứ trụ luận mệnh, chu kỳ 60 năm của đời người, đã chỉ ra rằng người tuổi Nhâm Tuất đã phải trải qua nhiều thăng trầm, gặp nhiều khó khăn trong vận trình, có nhiều hung tinh trực trở giáng xuống đầu. Nhưng đúng tháng 9 âm lịch tới đây, được thần vận thương tình, cát tinh cao chiếu mà vượt qua vận hạn, tránh được tai ương, tài lộc ùn ùn kéo đến, trúng số bất ngờ, đổi đời đại gia, an nhàn hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Vậy vận trình cụ thể ra sao thì ngay sau đây, xin mời quý chị tuổi Nhâm Tuất cùng theo dõi luận giải nội dung chi tiết trong tháng 9 âm lịch tới nhé. Đầu tiên, đặc trưng tính cách và vận số cuộc đời của những người tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982. Đứng ở vị trí thứ 11 trong hệ tử vi phương Đông là tuổi Tuất, mang một phần tính cách đặc trưng của con vật đại diện cho con giáp thứ 11 này là loài chó. Những người tuổi Tuất được biết đến là những người trung thành, thực tế, biết quan tâm nhưng cũng dễ bị kích động, nổi nóng và bảo thủ, khả năng thành công cũng cao hơn. Nhâm Tuất thuộc mẫu người thông minh, đa tài, làm việc gì cũng dễ thành công nhưng không bền chí, đa số có sở trường về kinh tế, tài chính, ngân hàng, sống xa gia đình từ thuở trẻ nên đối xử với bạn bè như người thân thuộc. Sinh vào mùa đông là thuận mùa sinh, người tuổi Nhâm Tuất có thủy nạn trong đời, vì vậy họ phải cẩn thận khi gần sông nước. Nếu có sông sâu, sóng lớn, giếng nước thì chớ có khinh suất bất cẩn mà có thể thiệt thân, sống bất lương thì có lần tù tội nặng. Người tuổi Nhâm Tuất mệnh đại hải thủy cũng là người yêu thích tự do, họ không thích một công việc bó buộc, một cuộc sống bó buộc, họ luôn hướng tới sự sáng tạo và biến động không ngừng. Ngoài công việc hàng ngày, họ thích tham gia những hoạt động tập thể, đi chơi xa, vân vân. Tuy nhiên, vì có số đào hoa nên những người tuổi Nhâm Tuất, mệnh đại hải thủy phải chú ý giữ mình, không nên để chuyện tình cảm chi phối công danh sự nghiệp. Ngoài ra, mệnh này cần phải rèn luyện sự kiên trì, nhẫn nại, bình tĩnh, không nên nóng vội nhất thời mà dễ làm hỏng việc. Người mệnh đại hải thủy có tham vọng lớn, công việc làm là phải có quy mô, các vấn đề nhỏ vặt họ thường không quan tâm. Trong làm việc họ rất chịu khó, chịu chi, quan trọng là được việc và các công việc của họ đều có tầm vóc vươn xa. Họ là những người yêu tự nhiên nên họ thích cuộc sống tự do bay nhảy, không có sự ràng buộc, ép buộc trong một khuôn khổ nào cả. Những người mệnh này, họ luôn đòi hỏi nhiều điều mới, nhiều điều sáng tạo, những ý kiến mới để xây dựng nên một ý tưởng thật hoàn hảo trong công việc. Họ là những con người sống rất nội tâm, luôn biết nghĩ cho người khác, thích giúp đỡ người khác, cùng với đó là một lòng khoan dung cao cả dễ gần, nên được rất nhiều người quý mến và tôn trọng. Người tuổi Nhâm Tuất khi bước sang năm 2023 Quý Mão được đánh giá chung là đều có vận trình khá tươi sáng ở trong năm này, họ nhận được sự ảnh hưởng tích cực chung của vận trình. Nhâm Tuất bước sang năm 2023 với rất nhiều cơ hội mới, thử thách mới, thế nhưng khó khăn cũng luôn tồn tại và song hành. Mặc dù nhiều khó khăn thử thách như vậy, nhưng nếu xét trên phương diện tích cực thì đó chính là cơ hội rất tốt để bản mệnh có thể rèn luyện bản thân mình, tăng cường được kỹ năng, trau dồi kinh nghiệm. Đồng thời, đây sẽ là bước đệm vô cùng quan trọng cho tuổi Nhâm Tuất, sẽ có những bước tiến vượt bậc trong khoảng thời gian tới. Vậy vận trình tổng quan tháng 9 âm lịch của người tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, sẽ diễn ra như thế nào? Xem tử vi năm 2023, tháng mới hứa hẹn có nhiều điều kiện thuận lợi đối với con giáp tuổi Nhâm Tuất và bạn cũng rất háo hức muốn thực hiện những kế hoạch của mình đã đề ra trong tháng này. Nguyệt lệnh cung dưỡng khuyến khích sự chủ động, chăm chỉ, nhiệt tình của bản mệnh. Nhìn chung, bạn tìm thấy sự thoải mái, vui vẻ nơi công sở và cảm thấy rất quý mến những người làm cùng với mình, nên sẵn sàng tương tác với thái độ dân chủ. Việc chia sẻ tầm nhìn, kế hoạch có thể giúp nâng tâm trạng của bạn trở nên đầy hứng khởi. Tháng này cũng thuận lợi cho những ai đang có mong muốn tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp mới cho mình.
Nếu nơi cũ không công nhận đánh giá cao năng lực và đóng góp của bạn, thì lúc này là thời điểm thích hợp để thay đổi rồi đấy nhé. Con giáp này có thể tự quản lý bản thân rất tốt, nhưng họ lại lúng túng khi chịu sự quản lý của người khác. Bản mệnh nên hiểu rằng bản thân mình không hiểu biết tất cả, do đó họ nên học cách lắng nghe từ người khác nhiều hơn. Tháng này có thể thấy thử thách đối với tuổi Nhâm Tuất là họ phải tự lo cho bản thân mình về cuộc sống. Thế nhưng, họ vẫn tự tin đón nhận mọi thứ diễn ra với mình, nên có thể nói không có điều gì có thể làm khó được họ cả. Bạch hổ hung tinh gây bất lợi cho sức khỏe của con giáp tuổi Nhâm Tuất cũng là lời nhắc nhở để bạn bớt chủ quan, thờ ơ với việc chăm sóc bản thân bấy lâu nay. Có điều xảy ra khiến bạn nhận ra sức khỏe mới thực sự là món quà quý giá mà bạn đang sở hữu. Ngũ hành tương sinh, hậu thuẫn cho vận trình tình cảm của bản mệnh, giúp bạn nhận ra và trân quý tình cảm của người ấy dành cho mình. Dựa trên mối tương quan giữa đương số và lưu niên tháng, đồng thời xét tác động mạnh yếu của hệ thống sao chiếu mệnh, mà đoán định hung cát của con giáp thông qua 4 phương diện chính là sự nghiệp, tài vận, tình cảm gia đạo và sức khỏe. Về mặt sự nghiệp, tháng mới của con giáp tuổi Nhâm Tuất rất nhiều năng lượng, nhờ đó mà hiệu quả công việc được tăng cao rõ rệt. Những nhiệm vụ trước đây có khi cần vài tuần mới xong thì bạn chỉ cần xử lý trong một tuần. Có thể thấy, khi các vấn đề đã được giải quyết càng sớm, càng tốt, bạn sẽ có những ngày tiếp theo diễn ra ổn định. Thêm vào đó, con cái học tập có sự tiến bộ hoặc gặp may mắn trong học hỏi, thi cử, giúp bản mệnh cảm thấy rất an tâm vui vẻ, hẳn bạn sẽ hài lòng với những thành tích của bản thân. Tuy nhiên, nên duy trì tác phong cẩn thận khi làm việc, các kỹ năng khả năng của bạn sẽ hỗ trợ, giúp bạn giải quyết công việc hiệu quả. Cũng nhờ thế, bạn có khả năng phá vỡ những quan điểm đã đeo bám bạn từ nhiều tháng nay, hoặc giúp bản thân rũ bỏ những định kiến. Thế nhưng, điểm yếu của con giáp tuổi Nhâm Tuất lúc này là bạn đang có xu hướng trốn tránh các cuộc đối đầu. Điều này có nghĩa, khi không có thể hiện bản thân, bạn sẽ nảy sinh sự bất bình với người khác và hình thành một cảm giác bị chối bỏ. Do đó, để thành công hơn, nên tập thể hiện chính kiến của mình, đồng thời cân nhắc các khả năng trước khi đưa ra quyết định. Tuổi Nhâm Tuất vốn thẳng tính, có gì nói nấy, không kiêng nể ai bao giờ, bạn xác định thà mất lòng trước, nhưng được lòng sau, còn hơn là phải sống cong mình giả dối. Tuy nhiên, điều này khiến không ít người khó chịu và chính bạn cũng gặp phải không ít rắc rối, tốt hơn hết, thay đổi một chút, tránh chuyện thị phi. Về mặt tài lộc, tử vi tháng 9 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch nhận thấy cơ hội xuất hiện rất nhiều khi có thiên tài ghé thăm tuổi Nhâm Tuất trong tháng này. Vì thế, đừng kêu ca là không có cơ hội đến với mình nữa, bạn phải chủ động tháo vát lên, đừng để quá muộn rồi lại hối tiếc. Càng làm ăn và kinh doanh, bạn càng thấy việc kiếm tiền không hề dễ dàng gì, vì thế, hãy trân trọng từng cơ hội đến với mình. Nhất là với những ai giúp đỡ bạn bằng tiền bạc thì nhất định phải tìm cách để trả ơn, không ai cho không ai cái gì đâu. Với người đang chuẩn bị mua sắm bất động sản, đây là tuần mà bạn nên tập trung vào việc chuẩn bị thủ tục, giấy tờ quan trọng, đừng xem thường những vấn đề pháp lý vì những rắc rối này đều trả bằng không ít tiền bạc đấy. Với người làm công ăn lương, bạn phải biết rằng thu nhập của bạn rất khó gia tăng nên nếu ai đó giúp đỡ, hỗ trợ tiền bạc đối với bạn lúc này là điều vô cùng đáng quý. Bản mệnh nên chủ động trong việc tích lũy tiết kiệm hơn trong đời sống hàng ngày vì không phải ai cũng có thể giúp đỡ bạn kịp thời được như lần này đâu, cuối cùng bạn phải là người tự cứu lấy mình trước. Việc giữ một khoản tiền đề phòng khoảng 3 tháng lương của bạn để phòng cho những khi khó khăn là vô cùng quan trọng, do đó bản mệnh nhất định phải lưu tâm và kiên trì thực hiện một cách nghiêm khắc. Về tình cảm gia đạo, xem tử vi tháng 9 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch, tam hợp mang lại đời sống tình cảm rực rỡ cho con giáp tuổi Nhâm Tuất. Những cặp đôi từng giận hờn thì nay có cơ hội lớn được hàn gắn yêu thương bấy lâu nay đang bị bỏ bê. Người độc thân tình cờ gặp lại một đối tượng bạn từng quen biết trong quá khứ, giữa hai bạn có thể nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, trước khi quyết định đi xa hơn, bạn vẫn nên tìm hiểu kỹ về người này. Có những người độc thân cảm thấy bối rối trước những cảm xúc nảy sinh giữa mình với đối phương, nhưng nếu thấy tín hiệu đèn xanh bật lên từ họ, thì bạn hãy chủ động tấn công một cách từ tốn, rồi bạn sẽ sớm có được kết quả như ý mà thôi. Đây cũng là thời điểm thích hợp để bạn gặp gỡ, kết nối lại với một số người bạn cũ hoặc hoàn thành một số công việc mà bạn đã bỏ quên trong một khoảng thời gian dài. Về mặt sức khỏe, nhìn chung chỉ có phương diện sức khỏe là vấn đề rất đáng lưu tâm với con giáp tuổi Nhâm Tuất trong tháng này. Vì thế,
Đừng vì bất cứ lý do gì mà lơ là từ giấc ngủ cho tới chế độ ăn uống của mình. Do sức đề kháng giảm nên bạn thường xuyên ốm đau, thậm chí phải nghỉ làm trong tháng này. Nếu phòng tránh được từ đầu bằng việc thường xuyên ăn hoa quả, không bỏ bữa, ngủ đủ giấc thì bạn sẽ giảm bớt đi những lo lắng của mình. Lúc này là tiết trời sang thu đông, thời tiết rất khó chịu, thời điểm cơ thể dễ bị ảnh hưởng bởi những tác nhân bên ngoài. Khi đó bạn không nên làm việc quá sức, nên ưu tiên việc nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe nhiều hơn. Thất xích bay về phương Tây Nam khuyên bản mệnh đề phòng bệnh máu huyết, bệnh đường ruột, do đó bản mệnh nên lưu tâm với phương diện sức khỏe, nhất là những ai đang có sẵn bệnh nền, nếu đi đâu nhớ mang theo thuốc đầy đủ bạn nhé. Sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận dành riêng cho tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, trong tháng 9 âm lịch. Tử vi tuần 1, tuổi Nhâm Tuất, tháng 9 âm lịch năm 2023. Xem tử vi tuần mới cho thấy, tuổi Nhâm Tuất đón một tuần lý tưởng, cả công việc, chuyện tình cảm hay sức khỏe đều thuận lợi. Nổi bật nhất là vận trình tình cảm, nhờ Bách Việt đào hoa tinh chiếu rọi, nhân duyên bản mệnh tốt lành, tình yêu thăng hoa bất ngờ, có thể tiến tới hôn nhân viên mãn. Công việc trong tuần tiến triển thuận lợi, cứ theo kế hoạch đã định, không phải lao tâm khổ tứ nhiều mà vẫn gặt hái thành quả đáng mong đợi. Có điều, tuổi Nhâm Tuất 1982 cần mạnh dạn và xông xáo hơn nữa, có những lúc khiêm tốn quá mức lại không cần thiết, hãy chủ động phô diễn tài năng, ắt sẽ được ghi nhận. Người kinh doanh buôn bán có một tuần tất bật, liên tục nhận được nhiều đơn hàng. Đầu tuần là lúc bạn hệ thống lại danh sách khách hàng, chuẩn bị sẵn sàng cho mọi việc, tránh tình trạng bận rộn quá mà mắc sai lầm. Sức khỏe tuổi Nhâm Tuất được cải thiện đáng kể, những ai vừa mới ốm dậy hoặc tiến hành tiểu phẫu có quá trình hồi phục nhanh chóng. Chỉ cần bạn chịu khó nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, suy nghĩ tích cực, lạc quan vui sống, mọi thứ sẽ sớm trở lại bình thường. Vợ chồng kết hôn đã lâu, tình cảm chuyển biến tốt đẹp, không còn những mâu thuẫn cãi vã hay toan tính chuyện nhỏ nhặt. Hai bên dành nhiều thời gian để trò chuyện, sẻ chia và thấu hiểu lẫn nhau. Nếu có thể, bạn hãy sắp xếp một chuyến du lịch ngắn ngày để tạo không gian riêng tư cho cả hai hâm nóng tình cảm. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, dần, mão, tiểu nhân, tỵ, thìn. Màu sắc may mắn, nâu, xanh. Con số phát tài, 56, 90, 23. Tử vi tuần 2, tuổi Nhâm Tuất, tháng 9 âm lịch năm 2023. So với tử vi tuần trước, vận trình tuần này của người tuổi Nhâm Tuất có chút giảm sút, hung vận lấn át cát vận, lại có thiên cầu hung tinh hoành hành, ảnh hưởng khá lớn tới công việc cũng như sức khỏe của bản mệnh. Thiên cầu mang điềm báo của thế lực hắc ám, kẻ tiểu nhân quấy phá, có kẻ thọc gậy bánh xe, cản trở con đường tiến thân trên con đường công danh sự nghiệp, nhắc nhở những chú cún chú ý tiết chế cảm xúc, đừng hành động bộc phát, kẻo rước họa vào thân. Tinh thần làm việc của tuổi Nhâm Tuất bắt đầu đi xuống từ khoảng giữa tuần, tâm trạng bí bách, bản mệnh chưa thể tìm ra hướng đi riêng cho sự nghiệp, cảm giác mọi thứ vẫn dậm chân tại chỗ, chưa có tiến triển khả quan nào. Tuổi Nhâm Tuất vốn rất tham vọng trong sự nghiệp, một khi đề ra mục tiêu, sẽ tìm mọi cách để đạt được. Chính vì thế, chứng kiến mọi thứ trở ngại, bạn dễ suy nghĩ tiêu cực, bi quan, tự trách bản thân, điều này càng ức chế tinh thần, càng nghĩ, càng bế tắc. Tài lộc trong tuần duy trì ở mức ổn định là tốt, có khá nhiều việc xảy ra nằm ngoài dự tính, khiến bạn phải loay hoay xoay sở. Nhưng yên tâm, khó khăn tài chính chỉ là tạm thời, bạn sẽ có cách để tìm ra hướng đi riêng, cải thiện đời sống vật chất. Sức khỏe của tuổi Nhâm Tuất giảm sút nghiêm trọng, cơ thể dần xuất hiện những dấu hiệu bất thường về răng miệng, da rẻ và xương khớp, cần chú trọng hơn đến chế độ dinh dưỡng, hình thành thói quen ăn nhiều rau, hạn chế thịt thà, bên cạnh đó, tăng cường tập luyện thể thao, lười và thiếu vận động chính là nguồn gốc của bệnh tật. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, thân, ngọ, tiểu nhân, sửu, thìn. Màu sắc may mắn, nâu, đỏ. Con số phát tài, 56, 02, 45. Tử vi tuần 3, tuổi Nhâm Tuất, tháng 9 âm lịch năm 2023. Xem tử vi tuần mới của người tuổi Nhâm Tuất, có nhiều điều bất ngờ sẽ xảy tới với con giáp này trong khoảng thời gian tới. Tài vận có nhiều thay đổi, đặc biệt là vào thời điểm đầu tuần, người tuổi Nhâm Tuất cần tập trung cao độ trong tháng này nhé. Về công việc thì đây là một tuần vận trình sự nghiệp khá sáng. Đối với con giáp này, bản mệnh được cấp trên đánh giá cao, dành nhiều lời khen ngợi cho những cố gắng và nỗ lực trong thời gian vừa qua. Với những ai làm trong lĩnh vực sáng tác văn thơ, nghệ thuật, tuần này thực sự sẽ gặt hái được nhiều thành công ngoài mong đợi. Một tuần làm việc mà hiệu quả đạt được lớn hơn nhiều lần so với cả giai đoạn trước.
tình hình kinh doanh buôn bán gặp nhiều thuận lợi, một số chủ tư nhân nhỏ lẻ có cơ hội ký kết hợp đồng lớn, có giá trị kinh tế cao, thậm chí có thể hợp tác ngoài quốc gia, nâng cao uy tín, tài lộc cứ thế dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không phải đắn đo. Tình cảm vợ chồng hài hòa, gia đạo an yên, giữa tuần một số cặp đôi còn đón tin vui về chuyện con cái, nhất là những vợ chồng hiếm muộn. Cần giữ tâm lý ổn định, đừng tạo áp lực cho mình, duy trì thói quen sinh hoạt tốt, đảm bảo thể lực dồi dào, hữu xạ tự nhiên hương, rồi tới lúc đón tin mừng. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, dậu, mùi, tiểu nhân, thìn, sửu. Màu sắc may mắn, trắng, đỏ. Con số phát tài, 22, 87, 34. Tử vi tuần 4, tuổi Nhâm Tuất, tháng 9 âm lịch năm 2023. Xem tử vi năm 2023 của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Nhâm Tuất đón thêm một tuần thuận lợi, vận trình hanh thông, công việc tiến triển suôn sẻ, tuy có chút vấp váp, nhưng nó chỉ như muối bỏ biển, bằng chính sự thông minh lanh lợi và nhiệt huyết của mình, bản mệnh nhanh chóng vượt qua khó khăn, khẳng định năng lực bản thân, khiến ai nấy đều phải thán phục. Việc kinh doanh buôn bán của bản mệnh cũng diễn ra suôn sẻ, nhờ quý nhân trợ giúp, cộng thêm với một chút may mắn. Bạn ký kết nhiều hợp đồng có giá trị kinh tế cao, bỏ túi không ít lợi nhuận, rất có thể trong tuần bạn sẽ tiến hành dự định lớn nào đó. Nhìn chung, mọi việc tiến triển như ý muốn, không phải lo lắng quá nhiều. Tinh thần làm việc nâng cao, khả năng sáng tạo được phát huy tối ưu, mang lại không ít thành công cho bạn. Dưới sự trợ lực của tử vi cát tinh, tư tưởng cũng như lối suy nghĩ của tuổi Nhâm Tuất như được khai sáng, suy nghĩ mọi việc thấu đáo, nhìn ra cơ hội tiềm tàng trong những thách thức, điều đó rất có lợi cho con đường phát triển sự nghiệp đang ở giai đoạn khởi sắc của bản mệnh. Vận trình tình cảm khá lý tưởng, một số bạn đã khôi phục vết thương lòng, suy nghĩ tích cực hơn, mở rộng trái tim đón nhận tình cảm mới, do đó tâm trạng khá lên rất nhiều, không còn muộn phiền như trước. Tuy vận trình tổng quan trong tuần khá vượng, nhưng lại có bạch hổ hung tinh hoành hành, có thể mang tới một số bất lợi cho sức khỏe, bản mệnh đừng lơ là. Nhất là những ai phải đi xa, hành trình tiềm ẩn những mối hung hiểm rình rập, tốt hơn hết nên có người nhà, bạn bè đi cùng, tránh tai nạn bất ngờ xảy ra. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, ngọ, mão, tiểu nhân, tỵ, mùi. Màu sắc may mắn, vàng, đen. Con số phát tài, 16, 36, 03. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, người độ lượng luôn nhìn nhận vấn đề ở một tầm cao hơn, luôn làm cho người khác cảm thấy được coi trọng. Người độ lượng giống như cuốn sách hay, làm rung động tới tâm can của người đọc. Độ lượng không phải tố chất thiên bẩm khi mới sinh của con người, mà là sự ngay thẳng cương trực, dần dần được nuôi dưỡng trong cuộc sống. Đó là một dạng ý thức và thái độ của con người đối với xã hội, đối với cuộc sống. Đó là sự bộc lộ tự nhiên trong tính cách của một người, không thể giả vờ mà tạo ra được. Là người độ lượng, họ luôn biết tự hướng nội nhìn lại bản thân mình. Hướng nội là nhìn vào bên trong, tìm ra thiếu sót của chính mình để liên tục sửa đổi, liên tục hoàn thiện bản thân. Bởi vậy, hãy nuôi dưỡng tốt khí chất của bạn, vì độ lượng không phải là tính cách mà là sức hấp dẫn trong nhân cách mỗi người. Người độ lượng nói năng đúng mực, tấm lòng thoáng đãng rộng mở, đối nhân xử thế hài hòa tự nhiên, thái độ sống ôn hòa, không vội vàng, cũng không lười biếng. Khi không nên thể hiện thì ngây ngô như tượng gỗ, nhưng khi cần đụng tay làm lại khiến người khác phải trầm trồ kinh ngạc. Người độ lượng luôn nhìn nhận vấn đề ở một tầm cao hơn, luôn làm cho người khác cảm thấy được coi trọng. Người độ lượng giống như cuốn sách hay, làm rung động tới tâm can của người đọc. Họ không cẩu thả, cũng không nông nổi bụp chụp, bất kể đứng từ góc độ nào mà nhìn, đều sẽ không cảm thấy nhạt nhẽo vô vị. Họ giống như cuốn sách quý, mà một khi đã cầm lên đọc, sẽ không muốn dừng lại, bởi càng đọc, lại càng thu được nhiều ích lợi. Người độ lượng luôn nhường nhịn người khác, bởi vậy, họ không dễ dàng mang bản thân ra thách thức gây sự hay làm khó cho người. Người độ lượng là người có tính cách đạm bạc, giản dị, công danh lợi lộc với họ chỉ như phù vân thoáng qua. Yêu hận tình thù với họ chỉ như bóng mây chìm nổi và ẩn sâu trong tâm hồn họ, luôn là sự minh bạch rõ ràng như ánh trăng. Người độ lượng là người có thể tự dựng lập sự nghiệp một cách đường đường, chính chính, vấp ngã rồi lại quyết tâm đứng dậy. Đó là người khi thất bại không than thân trách phận, không mãi ở đó gặm nhấm nỗi buồn, là người biết tiến dừng đúng lúc. Với họ, tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, không quá tìm cách tranh quyền đoạt lợi cá nhân. Khi đã buông bỏ lợi ích thiết thân thì không tơ hào do dự, khi theo đuổi lý tưởng thì luôn kiên định đến cùng, ý chí bền bỉ, nếu chưa đạt mục đích thì quyết không buông lơi. Người độ lượng là người làm cho người khác kính trọng chứ không phải là kính sợ.
Người độ lượng là người vừa nhân nghĩa với người, vừa trung thành với bạn bè, lại biết hiếu thuận với cha mẹ. Bản thân ở một tầm cao nhất định, nhưng không để người khác cảm nhận thấy tầm cao đó, bởi làm được như thế, nên họ sẽ càng được nhìn nhận và đánh giá tốt từ người khác. Người độ lượng là người trầm lắng, suy nghĩ thấu đáo, không ngừng học hỏi. Đối với họ, những việc lớn như Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, dẫu không làm tới được, nhưng trong tâm luôn không lãng quên. Mở rộng tầm mắt, có thể vươn bao cao thì sẽ lên được cao bấy nhiêu, có thể bay bao xa thì sẽ tiến được xa bấy nhiêu, khí phách chính là con người bạn. Vậy nên, hãy rèn luyện tốt bản thân, tu dưỡng tốt tâm tính của mình. Người độ lượng khẩu khí không ngạo mạn, tính cách không nóng nảy, cử chỉ không hèn mọn, xử trí không vụn vặt. Người độ lượng có thể thanh thản mà làm tốt trách nhiệm của bản thân, chuyên tâm làm việc đến mức tốt nhất, không vì danh lợi mà tranh, mà đấu, không vì tiền tài mà so đo tính toán. Người độ lượng khiến cho thế giới của họ trở thành biển rộng trời cao, dẫu cho nhất thời không được như ý, nhưng họ nhất định sẽ thành đạt. Độ lượng là một biểu hiện của sự khiêm nhường, trong ba người, ắt sẽ có người là thầy của ta. Bởi vậy, đừng nên xem thường hay đánh giá thấp bất cứ ai, hãy tìm ra điểm yếu của mình ở sai lầm của người khác. Đừng nên tôn sùng bất kỳ ai, nhưng luôn cần có tinh thần học hỏi những điểm mạnh của họ. Độ lượng chính là thái độ ứng xử. Khổng Tử khi gặp Tề Cảnh Công, mặt không đổi sắc mà vẫn giữ thái độ cung kính đúng mực, gặp người tài giỏi hiền đức, cũng giống như trông thấy người ngang hàng, không hề tỏ ra sợ hãi trước bậc đức hạnh và tài năng, luôn bảo trì nhân cách và lòng tự trọng của mình. Độ lượng là một loại cảnh giới, biển học vô bờ, từ chân trời tới góc biển, lấy viền trời làm đường biên. Núi cho dù có cao đến đâu, thì khi trèo lên tới đỉnh, ta sẽ ở cao hơn cả đỉnh núi, đứng càng cao, nhìn được càng xa. Độ lượng là một dạng tài phú, luôn gắn chặt theo mình, không ai lấy đi được. Khi bộc lộ ra ngoài, thì được mọi người tán dương khen ngợi, khi ẩn giấu vào trong, lại giúp họ ung dung lập thế. Độ lượng là một dạng tu dưỡng, có một độ thâm trầm sâu lắng. Người khác có thể không dò biết được nội tâm họ bao sâu, nhưng họ vĩnh viễn không khiến người khác ôm giữ hoài nghi hay đối địch với mình. Làm được như người độ lượng chân chính quả không dễ dàng. Nếu như làm được, thì bạn chính là bậc đại nhân cách, đại độ lượng và đã là người thành công rồi. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 9 âm lịch năm Quý Mão 2023 cho người tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.